chào 500 anh em, lại là Phạm đây. Câu này, đây có bao nhiêu ông đã từng đôi lần thất vọng khi ảo tưởng nhan sắc của các em gái TikTok cũng giống như trên mạng? Hãy mạnh dạn đứng lên và nói tôi nhé. Thế nhưng mà công ơi, đừng chỉ vì đôi lần lầm lỡ mà đánh đồng idol giới trẻ bây giờ. Bởi thực tế thì trong giới TikToker vẫn còn nhiều cô nàng hot girl không chỉ xinh đẹp trên mạng xã hội mà ngoài đời vẫn cứ là hên nước chấm đấy nha. Vậy thì những nhân vật này là ai? Nếu các ông cũng tò mò thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi khám phá ngay bây giờ nhé. Thứ nhất, Bành Thập Lục. Khi nhắc đến các hot girl vàng trong làng TikTok, chắc chắn không thể không nhắc tới Bành Thập Lục, một hot TikToker người Trung Quốc. Cô gái này có tên thật là Bành Huyên Chi, sinh năm 1997, nhưng lại được biết đến với nghệ danh là Bành Thập Lục ELS. Tính đến thời điểm hiện tại, Bành Thập Lục đã có tới gần 35 triệu lượt follow trên TikTok. Các clip của cô đều có tới hàng triệu lượt thích và thu hút hàng chục ngàn bình luận. Đó là còn chưa kể các sản phẩm âm nhạc của cô như Nhất Nhân Quyết, Lemon Street hay là Hí Ảnh đều nhận được những sự ủng hộ nhiệt tình. So với những hot TikTok đồng trang lứa có diện mạo ảo ma Canada trên mạng, thì Bành Thập Lục lại gây được ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, khả năng vũ đạo cộng với tính cách vui vẻ cả trên đế chế TikTok lẫn ngoài đời. Điều này đã khiến cho cô gái bé nhỏ này chiếm được trái tim của rất nhiều fan trung thành. Đặc biệt không chỉ mấy ông con trai mà ngay cả hội chị em cũng vô cùng ấn tượng với những màn biến hóa cùng trang phục cổ trang của Bành Thập Lục. Nó khiến người xem ngây ngất đến nỗi phong tặng luôn cho cô danh hiệu tiên nữ cổ trang. Nhiều người vẫn hay nghi ngờ về nhan sắc thật của cô nàng, nhưng những đoạn clip ngoài đời thực được dân cư mạng quay lại đã cho thấy Bành Thập Lục ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên mạng gấp mấy lần. Quả không hổ danh là hot girl số 1 của TikTok xứ Trung. Ở đây có ông nào là fan của em gái này không? Điểm danh để anh em nhận mặt nhau đi nhé. Thứ hai, Tiểu Tranh Tử. Nếu như Bành Thập Lục được ví là tiên nữ cổ trang, thì Tiểu Tranh Tử lại được xếp ở một đẳng cấp khác là nữ hoàng cổ trang. Cô gái này sinh ngày 10 tháng 1 năm 1998 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Không giống như đa số các hot girl đình đám hiện nay, Tiểu Tranh Tử lại mang một vẻ đẹp truyền thống nghiêng nước nghiêng thành mà ai nhìn cũng sẽ u mê không lối thoát. Các sản phẩm trên TikTok của cô nàng hầu hết đều gây được ấn tượng nhờ vào nhan sắc tuyệt mỹ giai nhân cùng với vũ đạo truyền thống duyên dáng uyển chuyển. Nhiều người còn cho rằng nếu xuyên không về thời cổ đại thì vị trí trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa chắc chắn sẽ dành một chỗ trống cho Tiểu Tranh Tử. Hiện nay, TikTok của cô nàng đã có tới hơn 20 triệu lượt follow. Tuy nhiên, do nàng hot girl thời gian dài không chịu thay đổi phong cách nên đã khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy chán nản, không còn hứng thú như trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cô gái vàng trong làng tạo trend. Thứ ba, hot girl hất tóc Đao Tiểu Đao Sama. Hất tóc có thể tạo thành trend, thế nhưng đó là một trong trường hợp nhan sắc của nhân vật chính cũng phải rất gì và này nọ. Vừa xinh, nó lại là những gì mà cô nàng Đao Tiểu Đao Sama đang có. Cô nàng này có tên thật là Cao Tĩnh Tĩnh. Cô sinh ngày 31 tháng 1 năm 2000 tại thị trấn Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô được coi là hot girl dẫn đầu xu hướng hất tóc biến hình cực hot trên mạng xã hội TikTok. Tài khoản TikTok hiện nay của Đao Tiểu Đao Sama đã thu hút tới hơn 20 triệu follower cùng 257,4 triệu like. Và rất có khả năng con số này chắc chắn sẽ còn không ngừng tăng lên mỗi khi cô đăng tải clip mới. Nếu các ông muốn biết tại sao cô gái này lại nhận được sự quan tâm như thế, vậy thì hãy thử vào tài khoản TikTok của cô nàng mà xem. Các clip của Tiểu Đao chủ yếu chỉ là những màn biến hóa phục trang chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, nó ấn tượng ở chỗ khi thì lột xác sau một cú hất tóc, lúc lại chuyển từ ngây thơ sang quyến rũ qua một động tác hết sức tự nhiên. Vậy là với ngoại hình thu hút cùng clip hàng triệu view, cô gái trẻ này được nhiều người đặt cho biệt danh là Thánh Tạo Trend. Ở vị trí tiếp theo, chúng ta sẽ quay trở lại nền tảng TikTok nước nhà để đến với những gương mặt cũng rất gì và này nọ. Thứ tư, Đào Lê Phương Hoa. Nếu ai là fan của TikTok Việt, chắc chắn không thể không biết đến cô nàng Đào Lê Phương Hoa, hay còn được gọi với biệt danh là Hoa Hanasi. Cô nàng sinh năm 1998 với xuất phát điểm ban đầu là một dancer. Cho đến khi những clip nhảy nhót của cô được đăng tải lên mạng xã hội đã biến cô nàng nhanh chóng trở thành một TikToker nổi tiếng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Các clip của cô nàng luôn thu hút sự chú ý bằng những vũ điệu vô cùng nóng bỏng và sôi động. Tất cả điều này đều đến từ khả năng nhảy siêu, biên đạo giỏi của cô gái mang tên Đào Lê Phương Hoa. Đã thế, ngoài khả năng nhảy nhót, cô gái này còn sở hữu một ngoại hình cứ gọi là hết sạch con bà bảy. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp khả ái mà vóc dáng của Phương Hoa cũng cực kỳ nảy lửa, vòng nào vào việc vòng đấy. Và chính nó đã khiến cho những động tác sexy dance của hot girl 9X trở nên không thể cưỡng lại được. Đêm phẳng tôi khi xem còn thấy thèm, chứ nói gì đến cánh mày dâu cộng.
Hiện tại thì tài khoản TikTok của Đào Lê Phương Hoa đang sở hữu tới 4 triệu người theo dõi và trên 60 triệu lượt thích cho các video. Một con số không phải dạng vừa đâu đúng không nào? Thứ 5. Hot girl lẻ lưỡi lê bống. Nếu các ông đang đi tìm cô gái vàng trong làng uốn lưỡi, thì chắc chắn cái tên đó sẽ thuộc về hot tiktoker Lê Bống. Lê Bống có tên thật là Lê Xuân Anh, là một cô gái Hà Nội sinh năm 1995. Cô nàng này là một gương mặt vô cùng quen thuộc đối với cộng đồng TikTok Việt Nam khi sở hữu kênh TikTok lên đến hơn 5 triệu lượt theo dõi. Mặc dù clip của Lê Bống chỉ mang tính giải trí là chính, thế nhưng đôi khi nó lại bị vấp phải những ý kiến trái chiều khi cô nàng thể hiện quá lố trên mạng xã hội. Điển hình là hành động lè lưỡi rồi uốn lưỡi điêu luyện của mình. Nếu ở trong chuyện yêu nó sẽ rất thú vị cho màn trao lưỡi của cặp đôi, thế nhưng mà khi đưa lên mạng xã hội lập tức nó đã bị chỉ trích là không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Song điều này cũng không đủ làm giảm độ hot của cô nàng xinh đẹp này. Lê Bống không chỉ sở hữu một gương mặt khả ái mà thân hình của cô nàng cũng vô cùng ấn tượng với số đo là 96, 60 và 96. Có khi để mà đem ra so sánh thì mấy cô hoa hậu còn phải chạy đường dài. Song ít ai biết được rằng trước khi có được thân hình đồng hồ cát chuẩn chỉ như vậy thì Lê Bống đã có một hành trình gian nan để lột xác từ 80kg xuống còn 52kg như bây giờ. Và với lợi thế hình thể xinh đẹp cùng thân hình mà lem nóng bỏng, Lê Bống không chỉ khoanh vùng bản thân trên TikTok mà còn mở rộng hoạt động của bản thân với các vai trò như YouTuber, diễn viên, người mẫu ảnh. Bỏ qua chuyện uốn lưỡi gợi tình thì Lê Bống cũng là một cô nàng đa tài đấy chứ không nhỉ. Và cuối cùng là một cái tên cực kỳ hot trong thời gian vừa rồi. Thứ 6. Cô vợ quốc dân Tiểu Hí. Chắc hẳn là nếu ông nào còn nhớ tới giai điệu của bài hát Hạ Còn Vương Nắng thì cũng nhất định là chưa quên mặt được cô nàng Tiểu Hí. Cô gái này đã trở thành một nhân vật cực kỳ may mắn khi từ vị trí vô danh bỗng chốc được luôn danh hiệu cô vợ quốc dân chỉ sau một clip nhún nhảy trên TikTok. Tiểu Hí có tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, là chủ sở hữu của tài khoản lên đến 1,3 triệu người theo dõi cùng hơn 5,8 triệu lượt thích. Khỏi phải nói về độ hot của cô nàng trong thời gian vừa rồi, chỉ qua một bài nhảy cover, Tiểu Hí đã bỗng chốc trở thành người của công chúng. Đoạn clip này hấp dẫn người xem là bởi biểu cảm hết sức tự nhiên và dễ thương cùng thân hình sexy căng đét của Tiểu Hí đã khiến cư dân mạng không khỏi suýt xoa. Chỉ sau ít ngày được đăng tải, đoạn video này đã gây bão trên mạng xã hội TikTok với hơn 10 triệu lượt xem và con số vẫn đang tăng lên mỗi ngày. Đặc biệt là ở phần bình luận, các anh đẹp trai soái ca ở khắp nơi thi nhau nhận cô là vợ. Cũng chính từ đó Tiểu Hí được cư dân mạng gắn cho danh hiệu cô vợ quốc dân. Mặc dù không lâu sau đó cô nàng đã vướng phải những scandal không rõ thực hư ra sao, nhưng cũng không thể phủ nhận về sự xinh đẹp cũng như thân hình hết nước chấm của cô nàng Tiểu Hí này phải không nào? Và đó là những cô nàng hot tiktoker đang làm mưa làm bão trên mạng xã hội. Các ông ấn tượng nhất với cô nàng nào thì nhớ là để lại comment trong phần bình luận bên dưới video này nhé. Cứ yên tâm, tất cả lượt bình chọn đều là bảo mật và không có bà nào mò được vào đâu nha. Còn bây giờ thì thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại 500 anh em ở các số ngắm gái, các số khám phá tiếp theo nha. Còn bây giờ thì thân ái và chào tạm biệt.